Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Brand New Day. Thầy Yên và anh Hoàng Trọng Thị quay trở lại tiếp tục gửi đến quý vị những bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến bản tin là một cái đoạn của một cây cầu ở trên đường cao tốc ở phía bắc của Ý đã bị sập và hiện nay đã có 22 người thiệt mạng. Thì theo như tin từ Bộ Nội an của Ý đưa ra cho biết là cái khúc cầu freeway này là một con đường chính nối với trung tâm của thành phố Genoa với phi trường và những cái thị trấn dọc theo bờ biển phía tây ở nơi này. Thì khi mà bị sập thì cơ quan khí tượng của Italy ghi nhận được là thành phố đang có một cái cơn bão, nhưng mà rất là lạ là với sức gió chỉ là có khoảng 36 dặm một giờ thôi thưa quý vị. Như chúng ta cũng thường thấy là khi Hoa Kỳ bị bão, gió đo được là 80 dặm một giờ mà vẫn không có cầu bị sập. Ở đây chỉ có 36 dặm một giờ mà đã sập. Thì những nhân chứng họ kể lại là họ nhìn thấy khi ngước lên thì thấy có khoảng 10 chiếc xe rơi từ ở trên cao rơi xuống dưới đất, cảnh tượng kinh hoàng như trong những cái cuốn phim về ngày tận thế vậy. Thì được biết là cái cây cầu này dài tổng cộng hơn 1 km và được xây dựng vào năm 1968 và cái đoạn bị gãy hiện nay là khoảng 20 m thôi quý vị. Rất nhiều người thiệt mạng vào thời điểm khi mà chiếc cầu gãy đó thưa quý vị, xe của họ rớt từ trên cầu rớt xuống và cái chấn động đó đã giết những người này. Có số người bây giờ nó càng ngày càng tăng hơn nữa và nhiều người bị thương, trên 22 người thưa quý vị. Tổng thống Donald Trump vào chiều tối hôm qua đã ký thông qua ngân sách dành cho quốc phòng trị giá 717 tỷ Mỹ Kim. Ngân sách này được đặt tên Thượng nghị sĩ John McCain. Thế nhưng trong lúc mà ông ký và đưa ra cái văn bản chính thức đó thì ông lại không đề cập gì đến Thượng nghị sĩ John McCain hết. Và cái điều đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Thì có người nói rằng thôi thông cảm đi, bởi vì giữa ông với ông McCain đang có hục hặc với nhau mà. Mà ngay cả Thượng nghị sĩ McCain cũng viết trong di chúc đó: khi tôi chết, không mời ông Trump đến tham dự tang lễ của tôi. Thì Tổng thống Trump từ trước tới giờ cũng đã có những cái hục hặc với ông McCain đến độ là khi mà công bố, ông chỉ nói rằng ngân sách quốc phòng thôi, chứ mà lẽ ra phải dùng nguyên văn ngân sách quốc phòng John McCain. Tuy nhiên khi hay tin thì ông McCain không đả động gì đến Tổng thống Trump cả. Ông McCain tuyên bố thông qua một thông điệp báo chí, ông nói rằng tôi rất cảm kích và vô cùng khiêm nhường khi thấy tên của tôi được đặt trên ngân sách này thưa quý vị. Và chính ông cũng là người đã mạnh mẽ lên tiếng để kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ hãy hỗ trợ thêm cho Bộ Quốc phòng và Quân đội Mỹ chống lại nhiều tiềm năng hiện nay, thưa quý vị, bao gồm Trung Quốc, Nga, vân vân. Tuy nhiên trong số 717 tỷ Mỹ Kim này thì không có cái ngân sách mà Tổng thống Trump cũng như Phó Tổng thống Mike Pence đề nghị trong thời gian qua, đó là Space Force, lực lượng không gian, thưa quý vị. Và lực lượng không gian này sẽ là lực lượng nằm thứ 6 của quân đội Hoa Kỳ. Chúng ta có không quân, bộ binh, vân vân, hải quân. Bây giờ ông muốn có thêm một lực lượng nữa, gọi là lực lượng không gian. Tuy nhiên đó chỉ là những cái đề nghị thôi. Bởi vì trong tương lai, khi Hoa Kỳ chiếm lĩnh được các hành tinh khác, bây giờ đang tiến tới hỏa tinh đó, thưa quý vị. Và ông lo sợ là có khi mà xảy ra chiến tranh giữa các vì sao Star Wars mà Hoa Kỳ chưa có đủ khả năng để ứng chiến, thì bây giờ phải lo từ bây giờ.
Tuy nhiên, ngân sách trước mắt họ trong bản tin ghi nhận, theo lời Tổng thống Donald Trump á, là phải đương đầu với vấn đề của Trung Quốc hiện nay, và nhất là công ty ZTE, thưa quý vị. Trong khi đó, thưa quý vị, vào ngày hôm qua, thì luật sư đại diện cho người nhân viên FBI, ông Peter Strzok, đã đưa ra tuyên bố cho biết là ông Strzok đã bị FBI sa thải từ hôm chiều thứ Sáu ngày 10 tháng 8, sau khi mà ông Peter Strzok bị phát hiện là đã từng gửi ra những cái tin nhắn thóa mạ Tổng thống Trump, mang ý kỳ thị và chống đối Tổng thống Trump. Thì được biết là ông Peter Strzok, 48 tuổi, từng là nhân vật dẫn đầu trong cái cuộc điều tra về cái bê bối email của bà Hillary Clinton, và ông cũng từng được chuyển sang giúp đỡ cho cuộc điều tra của ông Robert Mueller. Cho đến khi ông này bị ngưng chức vụ trong cái cuộc điều tra của ông Mueller và bị thuyên chuyển công tác đến một văn phòng khác, cũng bởi vì những cái tin nhắn bị phát hiện. Thì được biết là tin nhắn này được gửi qua lại giữa ông và một cựu đồng nghiệp, bà Lisa Page. Hai người này không thích Tổng thống Trump và có những cái lời nói không thích hợp. Thì được biết là ông Strzok hiện nay, cái vụ này đã bị Tổng thống Trump cũng như là các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa xem là một cái bằng chứng rõ ràng về cái việc là nội bộ FBI có vấn đề, cũng như là FBI có tư tưởng chống đối Tổng thống Trump. Thì ông là nhân vật cao cấp thứ ba của FBI bị sa thải dưới thời của Tổng thống Trump. Hai người trước quý vị cũng còn nhớ, đầu tiên là ông James Comey và sau đó là đến ông Andrew McCabe. Thì luật sư đại diện cho ông Peter Strzok nói rằng cái hành động mà sa thải ông Strzok của FBI đi ngược lại với cái khuyến cáo của văn phòng kỷ luật thuộc FBI, vốn cho rằng những cái hình phạt cho những cái trường hợp như thế này chỉ nên là đình chỉ chức vụ 60 ngày và sau đó là giáng cấp. Và ông luật sư này cũng nói rằng những cái tin nhắn đó thật ra là thuộc trong cái quyền tự do ngôn luận của ông này. Và được biết là kể từ sau khi cái tin mà ông Strzok bị sa thải được đưa ra, thì Tổng thống Trump liên tục chỉ trích không những ông Strzok mà cả ông Robert Mueller, và cho rằng cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller không có minh bạch, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy là cuộc điều tra này sẽ ngừng lại. Và đây là hình ảnh của Peter Strzok. Và một cái điểm đặc biệt bên lề đó là chúng ta sẽ thấy được cái câu hỏi đặt ra là người Mỹ, họ khi mà họ yêu thích một cái điều gì đó, họ sẵn lòng và đóng góp tiền của nữa, thưa quý vị. Trên trang mạng GoFundMe, và đặc biệt trang mạng này có cái tên là những người bạn của nhân viên đặc vụ Peter Strzok, thì những người này họ nói rằng chúng ta cần phải bảo vệ một người mà đã bỏ ra 22 năm trời, coi như cả cuộc đời, để bảo vệ đất nước và bảo vệ sự an toàn cho chúng ta. Thế thì quý vị biết không, mới đầu thì họ nghĩ rằng họ có thể gây quỹ được 150.000 Mỹ Kim, và mục tiêu của họ là gây quỹ pháp lý, và thậm chí là khi một nhân viên bị sa thải như vậy đó, rồi khi mà bị sa thải thì vấn đề tiền hưu, tiền này, tiền nọ nó cũng bị ảnh hưởng luôn. Thì họ lo ngại cho đời sống của ông Peter Strzok này. Và tin tức ngay bây giờ chúng tôi vừa ghi nhận được đó là chỉ trong vòng có 24 giờ đồng hồ vừa thôi đó, trên trang mạng GoFundMe này có trên 3.000 người đóng góp tiền cho Peter Strzok, và có người đóng tới 2.000 đô la. Họ muốn nhân cái cơ hội này để cho thấy cái tầm ảnh hưởng của cái sự việc này nó như thế nào, thưa quý vị. 250.000 Mỹ Kim đã được gây quỹ cho Peter Strzok, mà mới đầu đó chỉ tính có 150.000 mà thôi. Hai bản tin chúng tôi muốn đề cập tới quý vị liên quan đến vấn đề y khoa rất là quan trọng. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là các loại thuốc trị bệnh cao máu. Và thứ hai là ánh sáng từ cái máy điện toán quý vị nhìn vào có thể gây ảnh hưởng đến thị giác của quý vị nhé. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.